Mến chào tất cả các bác nha. Đây là con 8080DB về trong ngày nay, ngày 21 tháng 3. Đấy, thì đầu năm các bác hỏi rất là nhiều, nhưng mà em không dám là chốt hàng, tại vì mình không biết được mình mua được hay không. Tại vì giờ những sản phẩm receiver của Sansui giá lên rất là cao, nó lên từ bên Mỹ rồi nha các bác. Những con này thì bên em chỉ có nhập eBay thôi nha các bác, mua eBay về. Thì thông báo luôn cho các bác là 80DB các bác cứ thoải mái nha, tại còn có 3 con nữa đang trên đường về, đã đấu được eBay về thêm 3 con nữa. Thì con này là con về đầu tiên nha. Em sẽ báo series cũng như là các bác là người đầu tiên sở hữu em nó tại Việt Nam mình. Và các bác về có thể làm sổ đỏ, sổ đồ đầy đủ, chứng chỉ, chứng tên luôn, tại nó chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, nó là chất mé từ bển về. Các bác là người, nếu các bác chốt con này là bác sở hữu đầu tiên nha. Rất là mới và giá em nó là 32 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác, 32 triệu. Những dòng này rất là nổi tiếng rồi nên các bác là có cần bàn rồi. Em nó ghép với những dòng loa Mỹ, Âu, Nhật rất là hay, với thiết kế và ngoại hình rất là đẹp và rất là cổ kính. Các bác có thể để lên đây một con banh cối hoặc là Akai đó, rất là tuyệt vời. Âm thanh của nó thì rất là hay rồi. Em nó chạy 3 cầu loa nha các bác, AB hoặc là AB cộng C, nó trong đánh một lần 2 cầu. Có hai cái đồng hồ nhỏ nhỏ chỗ đây và thiết kế của nó rất là đẹp. Xung quanh này là trắng và đen, rất hồi cổ nha các bác. Hầu như Sansui thì em thấy thiết kế của dòng 4 số rất là đẹp. Đẹp leo lanh luôn nha các bác, nó là leo lanh cành đào nha. Đấy. Đối với em này thì các bác có thể sử dụng được 4 cầu điện. Hiện tại thì em đang để điện 100V. Nếu các bác nào mà sử dụng em này và có yêu cầu điện 220 thì hãy báo cho chủ shop thì em sẽ chuyển điện cho 220. Các bác về kém điện cho nó tiện lợi nha. Đây là phía trên của con Omly 8080DB. Các bác thấy cái phần phay nhôm này nó còn rất là mới luôn nha, cực kỳ mới, cực kỳ đẹp. Tất cả nấm nút sáng tròn hết, chắc máy rất là đẹp nha. Đây là phía bên hông, quên phải, quăng gỗ rất là đẹp, tem cờ đầy đủ nha. Những con này âm thanh nó đi vào huyền thoại rồi. Đây là cái cần anten, các bạn thấy độ mới của nó. Đây này, độ mới nó từ những cái này này, có để ý giúp em. Đấy, trạm loa này. Đây này. Nó đánh 3 cầu loa A, B, C, các bác có thể đánh lần 2 cầu AB, AC vân vân. Cái đây là cái logo, cái tem. Nếu các bác muốn chuyển cầu điện, các bác chỉ cần vặn hai con ốc này ra nha. Tháo ra và chúng ta rút ra chuyển cầu điện thôi. Đây là phần tản nhiệt của sò. Đây là phần anten chúng ta nghi đài này. Đấy. Nghi đài nha. Đây là series của em nó đây. Series của em nó là khá đẹp, 0929 nha. 0929. Rồi, sau đây là mời các bác xem vi điệp bên trong của em nó nha. Các bác nào có yêu thích con Omly này thì cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nha, em giao hàng tận nơi cho các bác nhé. Giá 32 triệu đã bao gồm phí ship. Vâng, đây là bên trong mà các bác thường mong đợi cái độ chất lượng của sản phẩm. Đây, sexy 7 màu. Đấy. Dòng 80 và 7090DB thì nó đều có hai phiên bản. Phiên bản màu xương trắng và xương vàng. Sườn trắng thì ở Việt Nam mình nó rỉ hơn, nó sẽ có giá thành nó rỉ hơn sườn vàng nha các bác. Đó là theo cái thị trường thôi, thị trường và sự ưa chuộng của khách hàng. Thì dù sao sườn vàng thì chúng ta nó có một cái đập vào mắt chúng ta thì nó rất là chất lượng đúng không các bác. Nhưng mà chất âm thì sườn trắng sườn vàng là nó như nhau nha các bác, chỉ là cái đời, là cái đời trước hay cái đời sau vân vân thế thôi. Nhưng sườn vàng thì nó giữ được cái độ mới lâu hơn cái sườn trắng nha các bác. Về chất âm và âm sắc về rục thì nó y chang nha, nó không khác gì hết.
nhưng cái độ mới nhìn nó đã con mắt hơn, sườn vàng nhìn đã con mắt hơn. Các bác có thể thấy được cái độ đẹp từ phía dưới này, cái khung sườn này nha. Đấy nè, từ những con ốc luôn, từ bên đó về nó rất là mới, bên đó nó giữ rất là kỹ nha các bác. Đa số là hàng ở trong kho hoặc là lưu trong nhà. Giờ những sản phẩm này nó cũng càng ngày càng hiếm và giá nó cũng rất là lên rất là nhiều. Tại lý do sao? Thị trường tiêu dùng thì mua rất là nhiều, và cái quan trọng nhất là nó không còn sản xuất nữa nha các bác, nó không còn sản xuất nữa. Nên cái sự tăng giá nằm ở chỗ khi một sản phẩm nó nằm ở đây mà chúng không phải một mình nước mình mua đâu nha các bác, rất là nhiều quốc gia mua, hầu như là toàn quốc mua, họ đấu giá lên lần lên rồi. Khi nào mà chủ nhân người ta đang cái con này người ta bán thì khi đó cái giá đó là chính thức đã được về cái người mua đấy, chứ không phải là do người Mỹ tăng đâu, do là người toàn quốc cái thả thế giới này người ta mua. Nó có một cái trang nhất định, eBay là trang Amazon vân vân, khi mình đăng một cái sản phẩm lên đó nó có một cái chỗ đấu giá, không phải một mình, cả trăm là người đấu giá vậy đó, nó sẽ đẩy sản phẩm lên cũng như là đi đấu giá đắt vậy cho các bác à. Lý do là những sản phẩm nó không còn sản xuất nữa và cái chất âm nó rơi vào huyền thoại rồi, nó rất là hay. Và bên em luôn đưa đến cho các bác là mé đúng chất bãi hết cho các bác nha, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, các bác về tự làm số đó luôn, rất là đẹp nha. Anh có thấy yêu thích không? Bằng khe 8080DB, giá 32 triệu cho các bác. Bác nào lấy thì liên hệ cho em nha, qua số điện thoại này, em giao hàng tận nơi cho các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.